Theo đó, từ ngày mùng 4 tháng 3, cơ quan giám sát truyền thông công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng Liên bang Nga, Roskomnadzor đã ra quyết định chặn quyền truy cập vào mạng Facebook trên lãnh thổ của Liên bang Nga, sau khi mạng xã hội này hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản của các kênh truyền hình và hãng thông tấn của Nga. Ngoài ra, Roskomnadzor cũng cho rằng Facebook phớt lờ các yêu cầu xóa một loạt thông tin mà cơ quan này coi là vi phạm luật Liên bang Nga.